Hello class, good to see you all again. So today I'm going to teach you about traveling. You know traveling is what? Yes. Traveling. Traveling that means you travel to other place or anywhere, like in our country, like you go to Maiduguri province and Phnom Penh city, okay? And you also travel to go to abroad, like you go to the Australia, and you can see Sydney in Australia, okay, and you can also travel to Paris to see the La Tour Eiffel, okay, yeah. So it is traveling, okay? Do you understand? Yeah. Okay. Okay. Now, everyone, please open your book to page 37 and 38. Okay. Okay. Look at unit 1. Come to Cambodia. You know, come to Cambodia. Yeah. You know, every year, all the tourists, all the people, they come to visit Cambodia. So why they want to travel to Cambodia? Because they want to see the interesting place in our country, and they want to see the ancient temple, or they want to see the historical site. Okay. So, you know, in our country, there are a lot of places that it is very famous, and they are also interesting too, okay? So you can relax after your work, you can relax and you go to see the Sihanouk Wild, and you want to see the sea, and you want to eat some seafood like that, okay? So there are many interesting places in Cambodia, okay? So most of them, they want to see Cambodia, yeah. Okay, so do you understand everyone? Yeah, very good. So now, I'm going to teach you some new words in our unit that related to our unit. So you know the new word is very important that you want to know them clearly, because we would like to use them correctly and fluently, and it also you can make the sentence from the new word, okay? Very good. Now, so the first boring, you know, boring anyone? So what does it mean, anyone? Boring? Boring that means, so how do I feel? Everyone look at me. How do I feel? That means you feel stay alone, and you feel bored, you feel unhappy, okay? That means boring, okay? So another word, central, anyone? Okay, so central. Central that means in the middle of something. In the middle of something, okay? Bên đây ta chia, bên đây cái đá, bên đây chia một chiếc một đồn. For example, the central market. So the new market, or we can say the new market, or we can call the central market. So do you know central market, everyone? The new market? Yeah, it is at Phnom Penh. Yeah, new market. Yeah. Okay. How about boring, anyone?
ha thôn thọc thôn tràn chẳng hạn á dương đôi chân thôn thọc thôn tràn chẳng hạn chẳng hạn another word easy going yeah easy going that mean relax and not easy upset or worry that mean relax and not easy upset or worry mình nên học what does it mean in Khmer yeah mình nên học đại mình khoan khoái nè đại mình khoan khoái điều về mùi nè và easy going mình nên là đại mình khoan khoái no word important how to speak now okay now yeah important that means what is another word for necessary okay that means the synonym word necessary và sự đặc sản khăn okay chỉ now mình sẽ say thì bạn biết mình sẽ bạn biết ce chú việc khác thì sẽ im or thành thành và tái thành thì okay anh ấy chỉ cần là niềm bạn biến sự đặc sản khăn chỉ cần là niềm ce mình ce chỉ nào chẳng sẵn sàng bị yếu chỉ nằm lệ cả chấm nắng cứ bệnh mình mùi chấm nắng cứ bị yếu trời chấm nắng cứ sẵn sàng bị yếu bình chân trời chạm đất okay another word reduction okay reduction mà đây là cắt thôi okay cắt bằng thôi mean the act of reducing something okay reducing something okay or we can say reduce okay reduce by the verb we can reduce okay reduce okay very good so everyone please read for me now. Boring. Okay? Boring. Yeah. Central. Central. Easy going. Easy going. Easy going. Important. Importance. Importance reduction reduction okay reduction so okay so everyone who can read everyone who can read please read the word the new word okay yeah so please read the word okay read the word together now good okay very good now everyone open your book to page okay sorry now please copy the new word into your notebook okay so I let you 2 minutes okay to copy it please everyone you ready everyone yeah very good now everyone please open your book to page 37 and 38 okay now
Look at the picture, everyone. So, do you see the picture, everyone? Yeah, very good. So what can you see in the picture, everyone? Yeah. Everyone, please read the word about the picture, everyone. The word in the box about the picture. Visit Cambodia, the perfect place for a holiday. Okay? The perfect place for a holiday. Yeah. So, you know why all the tourists come to Cambodia? You know, there are a lot of perfect place in Cambodia. So all the tourists, they come to visit Cambodia because of Angkor Wat Temple. So Angkor Wat is very important, important place, interesting place. Or we can say the perfect place in Cambodia, okay? So all the tourists can visit all the temple in our country, especially all the temple in Siem Reap city, Tam Prom temple, Angkor Wat temple, Wat Khai temple, Angkor Thom temple, Wayon Bon Tee Kre temple. Okay, so there are many temple in Siem Reap city, okay? Now, so what can you see in the picture, everyone? Okay, so there are a lot of picture here. So we can see, so what can you see in the picture? Yeah, we can see the Angkor Wat temple. So it is Angkor Wat temple, everyone. So what is it, everyone? Yes, pagoda. I think it is pagoda. Or what is it here, everyone? What is it, everyone? What is it? No. You know, do you know the Pho Chen Tong International Airport? Okay, so it is a famous place too. Okay, Pho Chen Tong International Airport. Okay, and or we can say another place, the Royal Palace. Okay, here Tap Prom Temple. Okay, you can see Tap Prom Temple. Okay, very good. Yeah. So that means there are a lot of place that we want to show about the other place in our country in Cambodia. Okay, there are a lot of place in Cambodia that all the tourists they want to visit them. Okay. Yeah. Now, please read the text, everyone, and then we put true or false. But before we read the text, I would like you read the statement in the table here. Okay, now read through, follow me. Number one, there aren't any interesting place in Cambodia. Number two, true or false, everyone, you can guess this sentence, okay? So, number one, it is true or false? Correct or incorrect? Yeah. So, after we read the text, we will check together, check the correct answer together, okay? But now, you just guess. We read all the statement, and then we just make a guess, okay? Now, again, number one, there aren't any interesting place in Cambodia, true or false? Okay, now you can guess, okay? Number two, Cambodians are friendly people. Okay, that's true or false? Cambodians are friendly people. Number three, there are mountains in Mondulkiri. Do you know Mondulkiri, everyone? Okay. Yeah, I think so. Number four, most people come to Cambodia because of the temple at Tonle Bati. You know Tonle Bati? Yeah, Tonle Bati.
Yeah, Takao Province, okay? Yeah, the temple at Tonle Bati. Number five, people go to Tonle Bati because of the temple. True or false? Number six, Kampot is a good place for relaxing. You know, Kampot is nearby Sihanoukville. Okay, you can go there to visit the sea, to see the sea. Okay. Okay, true or false? Yeah. So, everyone, are you ready? Okay. Guess. Yeah, guess. Guess all the statement here. True or false? You finish? Okay, very good. Now, we read the text all together. Okay. You know, every year, Cambodia receive visitors from all over the world. Why do you think they come here? Okay? Why do you think they come here? Now, everyone, please read the text by yourself. Read silently. Okay? Silently. Read by yourself. Okay? I let you 5 minutes to read the text. Okay? Please read the text, everyone. Are you finished, everyone? Okay, so now we check the answer together. Okay? Number one, there aren't interesting places in Cambodia. True or false? Yeah, very good. It is false. Also, we must be teach it. Okay, false. So, we would like to correct the information here, everyone. So, who can correct it, everyone? Who can correct it? So, there are interesting places in Cambodia. It is true or false? So, it is false. So, we must to correct it. Okay? Okay? Who can correct the answer, everyone? Yeah, very good. Yeah, the answer is there are many interesting places in Cambodia. Okay, just like this, if I said, just on that, mean, can like that, who chap around Chichiran, the Cambodian Chichir. But in the that time, when mean, can like that, chap around Chichiran, they just be hot, jump on the Kai Mao that time, you mean, can like Chichiran, that. Cô chạm vào rắm được nó một tí cầm chỉ dừa nếu con cài máu cài vào đây những máu thì đã correct information. Information correct correct answer. Okay. Interesting place in Cambodia. Okay. Number two, everyone. Cambodian are friendly people. You know, all the tourists when they meet our Cambodian people, they always say, "Oh, you are very friendly," because you know, all the people in Cambodia, they meet Cambodian people. They always smile and friendly. You know, smile, okay, and friendly. So, Cambodian people are friendly people. True or false? Yeah, very good. It's true. Yeah. Number three, there are mountains in Mundukiri. You know Mundukiri, everyone?
it's at the east of our country, at the east of our country, northeast of our country. Okay, so there are many mountains here. There are many mountains. Yeah, that's true. Okay. Number four, most people come to Cambodia because of the temple at the Liberty. Okay. Number four. Okay. True or false, everyone? Yeah, it's not true. Yeah, it's false. Number four is false. Yeah. So, who can correct the answer, everyone? Yeah, very good. Most people come to Cambodia because of temple at Angkor. Because of and for what temple? Yeah. That means when all the tourists come to Cambodia, the first thing they sing about the Angkor temple. Okay. Number five, people go to the Lake Bati. Oh, we must correct number four. Okay, number four. Okay. Yeah. Number four. Most people come to Cambodia because of temple at the Lake Bati. No, it is not just the small temple in the Lake Bati. The important thing in their tour or their travel is Angkor Wat temple. Okay. We correct the answer number four. Most people come to Cambodia because of the Angkor Wat temple. Okay. Most people come to Cambodia because of the temple of Angkor. The temple of Angkor. So many people, many people come to visit Angkor. Angkor Wat. So there are a lot of people around Angkor Wat too. Okay. So there's so many temple of Angkor. Okay. Number five. People go to the Lake Bati because of the temple. Yeah, that's true. Because, you know, at the Lake Bati, it has the temple also. Okay? It has the temple also. So at the Lake Bati. Okay? Number five. Number six, I think. Kompot is a good place for relaxing. Yeah. Okay? True or false, everyone? Yeah, that's true. Okay, very good. So now you can copy all the statements into your notebook. So you can check your answer with the answer here. Okay, with the answer here, you can check the answer after you guess. Okay. Okay, everyone, please look at section B. Okay. Now the section B. Number one, look at the clue and the table. Number two, use the clue and table to write a true statement with it. You travel to blah 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 blah. You will or won't be able blah 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 blah. Okay. Chứ khi cho ai dùng một cặp thì vô tiệm tôn thì mua nên if. Okay. Nên thì nít phần tái của ôn ra mưa cho bằng lúa cứ dừng pra khlu ní nè biện là khlu khlu ní kì ơi ní miền tì cả lại người dùm nuốn nè khlu nông ca phu đồng ná nhưng miền tì cả lại người dùm nuốn rồi dừng riêng thì tôn ca phu đồng ná tra bỏ lính là lớn và xây dừng tờ cổ bốt dừng khơi những cái khlạc dừng ảnh mơ khơi những khlạc tờ cổ bánh ảnh mơ khơi những khlạc hay mình ảnh mơ khơi những khlạc
dương mình ai mơ khơi ấy khác hay mơ khơi ấy khác rồi tận kỳ đi xìm riếp hay nâng tạc kèo khai tạc kèo ta bôn ai ta kỳ nút ai mơ khơi ấy khác hay dương ai và cả bì dốt đòi thà tùy dương ta nà tận ấy nè mơ khơi ấy khác hay nâng mình ai mơ khơi ấy khác và let's see example everyone. If you travel to Cambodia, you won't be able to see Wat Phnom. Ba trăm trơ. Ani chi bịu bạt sát đai ke ao jeung rien bkat bịu bạt sát nơ khnom ka đai jeung tha ani ke tha person bơ nei ai phuơn mnao te kan srok Cambodia, nei ai mần aich mơ khœng Wat Phnom man te. Trăm trơ. Ani chi chi lakna bạt sát nơ khnom bạt sát chmuoy nung won. Nei if chmuoy nung won. Na, em te khum bịu nei ha. Chẳng biết trời hỏi nhưng đại nam là cầm bột miền vật nung chẳng tự nhiên tự tin nung nhưng ai mơ vật nung mà tê trong mơ vật nung ta nã tới trong bình rồi vật nung bên đây thì trong phòng bình này và chẳng cái nào thì dương vậy bạn thì sai thì ai cũng vậy chẳng ạ để anh trong mơ cô quá để anh tự nã tự tìm riêng chứ như cái anh gì tập mình phải được chiêu thà nơi đất nào cái bật mặt thẳng đất chiêu thà đất nào cái đi nhưng mường cô bật bàn đấy nơi đất nào cái đi nhưng mình ai mơ ông cô bật bàn tề chẳng ngắn nó gì bạn đi xe chẳng ngắn bà khi ở đấy nhưng mường còn kia nơi thì đi cái nào first conditional chỉ là positive nếu cũng là positive ấy stop nhưng gì stop ví dụ stop là cùng gì mấy hay là ví dụ bạn đi xe anh đây được hiểu bạn đi sai nè chứ chứ tôi tới cũng muốn biết được ít bộ chỉ muốn present simple chắc là present simple nè ôn ra một cái chi ví dụ bình lĩnh chỉ là cái nào present simple nào cái present simple ấy mình muốn nhắc mạnh form biến ra subject class verb one class object ok subject class verb one class object ok cái này nó cứ dùng đặt chi present simple bắt chi ví dụ là cái present simple mà theo group năm ấy nè mình subject plus verb one plus object okay theo cái mẫu là will will is sẵn đại là positive and want want is sẵn đại là negative will is sẵn đại là chẳng đồng will be able ôn đặt như thế này be able to thì chúng ta yên phải be able to will be able to ok bạn sẽ won't be able to won't ni mau bị pia ấy ổn won't ni mau pia will not bản tái dương mình ơi thì dây đập về từ xe mình ơi từ xe will not tế nhưng từ xe chỉ won't rồi cái này nhưng từ xe thì từ xe chỉ won't bởi dương dây thằng dây anh dây will not bản tái đập về từ xe thì nhưng từ say vẫn nè bạn anh say will not mà tệ nè còn thời trang cái này bạn love positive example đã mặc ta riêng một cái video nó nghĩa if you travel to nè dù chỉ subject travel chỉ verb one object đã mạo là if you travel to Siem Reap chẳng mạo anh ấy cái đặt tên cái lái chữ place đây đây dân miền được nông khlu này nè khlu này thì miền tây cái lại dân sài ông mang thà Siem Reap Siem Reap ôn lại thằng này ông mang thà Siem Reap chia sẻ là trò mạo Siem Reap lại cái dân bình đặt Siem Reap lại Siem Reap you will ôn lại máu nè be a ball to see okay see rồi các bạn nào to be sick đặc biệt hiện tại you will be a boy to see be sick and for what hiện tại này mày nọ lớp ôn và sai dướng lớp học ra thang và sang bờ nghe thua đồng nào tới cam thì con xin riết nghe nấn ai để tiếp sân á và sát ông cô quật hiện tại sợ mình ấy đem trần mình ấy và đem trần lớp bạn đi xài negative if you travel to thu vậy ông mà ta dừng đã há ông mà ta dừng đã há bạn đi
sad mouth, but you like to see if you travel to to ta kéo đi tới và thu bằng tiền nhân chế được thu bằng đồng bò như thế bật thầm bốn bật thầm ba bật thầm bốn if you travel to bật thầm bốn you will sorry you won't be a ball to visit to visit the royal palace. Chắc có xong bằng nhà anh thôi là mơ tới căn tùy trong bạc đồng bóng nghe mình ai để thư xử má nữ royal palace mình này khá rì chủ viện nét mà hai chúng tôi sẽ đi chụp viện hạt ấy chúng tôi chụp viện là nó nơi trung bình một tỷ chấm nhưng mình ai từ tôi sẽ má đi chụp viện nơi bắt bộ mà thì nó là được rồi ya palace ok chấm ôn là cái tivi lúc lúc gần đây bằng hai ôn bằng này hai ôn trở gần được bắt phơi là tivi được học nè nè và lớn thì chọn hai lớn copy please copy yeah section B into your notebook. Okay. Ta, hello. Cái lệnh mơ section C mới tiền. Nên tí nick ở dưới một bên ảnh tập bọt. Nè. Ta, copy the paragraph into your exercise book and then fill in the gap. Trong nón chương ảnh tập bọt kế được thay thoát vì từ nhu mặt thị. Lấy dân tự sản ná, tí cái lại mối đây chỉ a famous market in Cambodia. Nó chỉ cái lại đây là bấy là phiếu trời thua đồng ná mà tôi sẽ nào xa đằng này cũng xa đấy kia xa đây là bấy để muốn kế làm cuộc đất được xa để nâng như market của các làng đòi thập bản diện có bà răng thì kia bà răng bà răng miệng thập bản nào bà để cái nặng bà răng miệng thapana na chăng à kế ao dương pình pia đó con ai được viện pình bản đấy thì mới niệm miên rụp hiếp niệm phật sa sam tô sa mấy sa không mấy nơi pình cái hạt sa cầm đá đó nè sa không mấy nè đây là cùng dây môn nó cứ dị ảnh gì thà syndrome mà khi các bạn thì nhiều mà khi các bạn được viện việc dây bàn chẳng hạn bạn chăng khi mới viện biết cái này mới bị lớn bị lục at the top look at in the sky thì dân khơi như vậy ok khơi như rụt đôi tầng hào rồi cơ dân hạt hạt trong mốc dân họ rụt này trong mốc dân họ dân họ cứ miên là tầng hào nó bị mụn dân mơ vì chừng ai ta khơi đôi tầng hào vậy đôi tầng hào tầng hào đầy à, đôi miền tình ảnh thà bởi nó không ạ tập bật tiếp thì thà vì miền rụt điếm đôi tầng hào à xong rồi đôi thể chuẩn mộc chuẩn họ ok là ngày bây giờ mình mình tên việc thiên là quay mỗi cái đôi thằng hào biệt nè thì xã mình bị lừa máu á trả lời dân an học nghĩa là cù ở dân một bình mà dân đồ bị một bình đặt học nghĩa là bọn đấy là mình chọn đi liền liền này bạn one of the most interesting building in Phnom Penh này chưa interesting place ngồi đây nên không thể cảm gì vậy. Bạn thấy bên đây không thể cầm bình. It's the new market. Some people call it the central. It the central market. Và lại nói như này, mình bị thả central market. Section C. Và bị đi mối. Ôn là không quên bị thả central. Ok. Central market, jeng pun pergi central market. Bah, untuk mau, because the Jewish,
the church, that mean big building, okay, big building, the church, okay, round building lie at the center of the city, okay, when I'm in Vietha city, yeah, when we talk about city, I have a term on you, I'm the center of the city. If you look at the market, và lấy nó là tiệm market, market. If you look at the market from above, mean from above, okay, from above, chúng ta mở bị lớn và mở xa bị lớn. You hoặc là này market của bán con này đặc biệt là building của bán building pro market building việc được như là xá ở đây để lừa kỳ và xong bây giờ mơ vì lừa kỳ vì lừa kỳ xá thì con là tập bọn nó xá mà market là ngay và những ai đặc biệt building ok if you look at the building from above or if you look at the market from above yeah biến biệt tổng quý mà chặt lọt nhé ok được nói một đặc biệt đấy còn một bán you will okay you will see rồi you can see chẳng lẽ có là đặc biệt will rồi có đặc biệt can và biến ba cái kia you will see rồi có you can see cái kia này you will see rồi you can see that it look like the nose of a plane. Đây, bên dưới này bị lỡ nhưng cái lệch mở bìa máu được hơi đôi chia cho một dòng phòng. It look like the nose of a plane. Yeah. This is, sorry, this was the idea. Sorry, this was the idea. Okay, tôi cũng bình bình idea. This was the idea. Makes the idea of the French architect. Cứ chỉ cùng nét ở bộ tháp bát diệt cam Parang. Cùng nét. Nè. Để cái này tháp bát diệt cam Parang của Đại Việt Nam. Đại Việt Nam cam tập tài một kia nước kia châu lục nào Parang. Okay. Although his idea may seem strange to you, the tall yellow building. Đó muốn cái của lửa mà kiến của lửa mà yellow building makes an excellent market. Ok muốn biết cái bà biết market yeah market ok excellent market and many people think the building is very beautiful. Yes, it is very beautiful. How about you? Do you like it? Dù dân là ôn cho đặc biệt lắm đấy. Rồi tăng thẩm đá dân thua lần nào traveling to other place. Dân ta chạm vào rộng thà. Ô, cả lại mình kia. Mình bên đặc biệt đỏ cha. Mình thấy cảm thấy mình đặc biệt rồi. Cũng khăn một khăn. Mình dùng màu sản phố vật. Mình thấu và sản phố vật dưới. Chia và sản phố được thông đỏ cha mình về. Chạy, nè. Chẳng mê điên dưỡng cho học thái. Chẳng được rủ cho người dưỡng. Điên phơ lùng hạt bí. Thực sản bí nè, lúc hạt nhớ đây dừng ở tầm mặt phớ là nít kênh lưu bố riêng ở dưỡng đăng kỳ cùng rù bằng tình tuổi hai dương vô tao cũng bái phía nước nông này cũng bái phía nước nông lưu nếp bằng cả chiếc vô tiệm tồn nấm ví là nông còn nế, tiệm tồn nông phớ còn đi xin nọ hai bộ tầm mắc copy the text into your notebook too at home, ok ok, copy this title, this text. The new market that we talk about the new market, so it is very important place in our country. It is interesting place to a perfect place. Okay? The new market. Chắc bây dương vậy thì tôi nên xa mấy dương ai từng cả kinh doanh cho mình nữa nè. Okay. Và chắc so thanks for paying attention in the class. So I hope you enjoy the lesson, okay? So, see you next, everyone.